Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2023, đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. Điểm cầu cấp huyện, thành phố có tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố. Điểm cầu cấp xã có tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn tham dự. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đại diện Thường trực Tỉnh ủy thông qua báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ, kiến nghị đề xuất của Đảng bộ tỉnh với Trung ương. Từ thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy Bến Tre đã đề xuất kiến nghị một số nội dung đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan trung ương liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lĩnh vực kinh tế, xã hội, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm, xem xét, giải quyết các kiến nghị của tỉnh liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, đầu tư hệ thống giao thông, đầu tư chống sạt lở, khắc phục biến đổi khí hậu, quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, quản lý khai thác các mỏ cát trên địa bàn phục vụ xây dựng các công trình quan trọng, trọng điểm của vùng và tỉnh. Các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã vượt qua khó khăn thử thách, lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Đoàn nêu một số nội dung cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, đoàn ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chấp hành nghiêm nghị quyết, chủ trương của Đảng, tổ chức thực hiện sát với thực tế của tỉnh. Trong phát triển, tỉnh có sự điều chỉnh phát triển về hướng đông, góp phần tạo đột phá. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch sát thực tế trong phát triển đảng viên để đạt mục tiêu đề ra. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm để từng người tự soi, tự sửa hoàn thiện cá nhân hơn. Cải cách hành chính trong Đảng, quan tâm công tác cán bộ. Kinh tế phát triển nhanh phải đảm bảo bền vững, tính toán sát với thực tiễn. Kết cấu hạ tầng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu làm nền tảng phát triển kinh tế xã hội. Phát huy các giá trị truyền thống con người Bến Tre, văn hóa Bến Tre. Trước hết, đội ngũ cán bộ phải tiên phong làm động lực thực hiện. Bến Tre tăng cường kết nối với các tỉnh trong khu vực, cả nước, mang lại lợi ích, cơ hội cho tỉnh phát triển. Các kiến nghị của tỉnh đã được thành viên trong đoàn phân tích làm rõ. Một số kiến nghị Trung ương đang điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Các đồng chí trong đoàn công tác thì cũng đã trao đổi các kiến nghị của các đồng chí và chúng tôi cũng sẽ có ghi nhận chuyển đến các cơ quan để xem xét theo thẩm quyền các kiến nghị của Bến Tre. Tôi xin ghi vào biểu chương đánh giá cao kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Xin chúc cho Bến Tre tiếp tục là cuộc khởi này, đồng khởi này. Và tiếp tục giành được thắng lợi trong 2 năm tiếp theo để hoàn thành xuất sắc cái nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ, mà nghị quyết đó, nghị quyết của Đảng nhưng là nhân dân giao phó cho các đồng chí. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.